Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý chư tôn đức tăng ni, kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với bản tin tổng hợp thời sự 20 giờ tuần 13 năm 2024 của kênh Thông tin tổng hợp Phật sự Online. Hôm nay chủ nhật, ngày 31 tháng 3 năm 2024, tức ngày 22 tháng 2 năm Giáp Thìn. Bản tin sẽ điểm lại những hoạt động Phật sự nổi bật sau đây. Trung ương Giáo hội Gia Khâm Bảnh hướng dẫn tổ chức đại lễ Phật đản và an cư kết hạ Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Thành phố Hồ Chí Minh, Đức Pháp Chủ thắp hương tưởng niệm tuần trung thất cố trưởng lão Hòa thượng Thích Hiền Tu. Đồng Nai, Trung ương Giáo hội trao quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung cho thành viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Hà Nội, tọa đàm khoa học kim cương thừa trong văn hóa Phật giáo Việt Nam hiện nay. Một số hoạt động từ thiện xã hội nổi bật trong tuần qua. Sau đây là thông tin chi tiết các hoạt động Phật sự nổi bật trong tuần. Thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 3, trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ấn ký ban hành thông bạch số 088 trên TB-HDTS gửi đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Thông bạch nhấn mạnh, kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tăng ni Phật tử trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngày đản sinh của Đức Phật đã được Liên Hợp Quốc tổ chức hàng năm là lễ hội tôn giáo thế giới nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hòa bình cho nhân loại. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước, tăng ni và đồng bào Phật tử tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2648 năm Phật lịch 2568. Thông bạch nêu rõ năm mục, công tác tổ chức, nội dung đại lễ Phật đản, hình thức tổ chức đại lễ Phật đản, chương trình đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 và mục năm biện pháp tổ chức. Theo đó, địa điểm tổ chức, lễ đài tập trung được tổ chức tại văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh, thành phố và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các địa điểm thích hợp cho phép. Thời gian tổ chức từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm Giáp Thìn, tức là từ ngày 8 tháng 5 đến 22 tháng 5 năm 2024, trong đó tuần lễ Phật đản từ ngày 8 tháng 4 đến 15 tháng 4 năm Giáp Thìn, tức 15 tháng 5 đến 22 tháng 5 năm 2024. Chính lễ ngày 15 tháng 4 năm Giáp Thìn, tức ngày 22 tháng 5 năm 2024. Đúng 4 giờ sáng, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước cử ba hồi chuông trống bát nhã kính mừng Đức Phật đản sinh, cầu nguyện quốc thái dân an vào ngày 8 tháng 4 năm Giáp Thìn, ngày 15 tháng 5 năm 2024 và ngày rằm tháng 4 năm Giáp Thìn, tức ngày 22 tháng 5 năm 2024. Cũng trong thời gian này, trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, ấn ký thông bạch số 89 trên TBHDTS về tổ chức an cư kết hạ Phật lịch 2568 gửi đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố. Theo đó, căn cứ tỳ ni luật tạng và truyền thống an cư kết hạ, tăng ni hàng năm phải an cư 3 tháng, tiền an cư hoặc hậu an cư, để thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ, giữ gìn quy củ tùng lâm, trang nghiêm giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương hướng dẫn việc tổ chức khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2568 dương lịch 2024 như sau. Về công tác tổ chức, thủ tục hành chính đối với giáo hội, thủ tục hành chính đối với chính quyền địa phương, hồ sơ xin tổ chức an cư kiết hạ, nội dung sinh hoạt trong 3 tháng an cư kiết hạ, thời gian an cư kiết hạ. Đối với Phật giáo Bắc Tông và hệ phái Khất Sĩ, thời gian tiền an cư bắt đầu vào ngày 16 tháng 4 âm lịch, kết thúc vào ngày 16 tháng 7 âm lịch, tức từ ngày 23 tháng 5 năm 2024 đến 19 tháng 8 năm 2024. Thời gian hậu an cư bắt đầu vào ngày 16 tháng 5 âm lịch, kết thúc vào ngày 16 tháng 8 âm lịch, tức ngày 21 tháng 6 năm 2024 đến ngày 18 tháng 9
năm 2024. Đối với Phật giáo Nam Tông, thời gian an cư sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 6 âm lịch, kết thúc vào ngày 15 tháng 9 âm lịch, tức từ ngày 20 tháng 7 năm 2024 đến ngày 17 tháng 10 năm 2024. Sau khi công tác tổ chức an cư kiết hạ đã ổn định, Quỹ Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh, thành phố gửi danh sách tăng ni an cư và văn phòng Trung ương Giáo hội và văn phòng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chậm nhất là ngày 16 tháng 6 âm lịch. Thông bạch cũng đề nghị trong quá trình tổ chức thực hiện đại lễ Phật đản và an cư kiết hạ, nếu Ban Trị sự địa phương nào cần sự hỗ trợ của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thì liên hệ về văn phòng Trung ương Giáo hội, văn phòng 1, văn phòng 2. Đối với thông bạch an cư kiết hạ, phải liên hệ trước ngày khai hạ 2 tuần để tiện việc sắp xếp. Trong tuần qua, Trường Lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ban hành thông tư về tổ chức hội nghị sinh hoạt giáo hội năm 2024 gửi đến Ban Viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố. Theo thông tư, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức hội nghị sinh hoạt giáo hội vào ngày 19 tháng 4 và ngày 25 tháng 4 tại hai địa điểm: Ban Viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc. Thời gian: ngày 19 tháng 4 năm 2024, tức ngày 11 tháng 3 năm Giáp Thìn, tại Hội trường Chùa Quán Sứ, trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, số 73, phố Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số lượng đại biểu dự kiến khoảng 350 đại biểu. Ban Viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam. Thời gian: ngày 25 tháng 4 năm 2024, tức ngày 17 tháng 3 năm Giáp Thìn, tại Hội trường Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng đại biểu dự kiến khoảng 500 đại biểu. Thành phần đại biểu tham dự: Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Viện Trung ương. Mỗi Ban Viện Trung ương cử 5 đại biểu, phân Ban Đi giới Trung ương cử 10 đại biểu. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, mỗi Ban Trị sự 10 đại biểu. Trưởng Ban Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực, các Phó Trưởng Ban Trị sự, Chánh Thư ký, các Phó Chánh Thư ký Ban Trị sự, Chánh Phó Chánh Văn phòng. Hội nghị cũng mời đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban bộ ngành trung ương, địa phương, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ban Viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố lập danh sách đại biểu tham dự hội nghị sinh hoạt giáo hội và văn phòng Trung ương Giáo hội. Khu vực phía Bắc, địa chỉ email vp1giaohoia@gmail.com. Liên hệ Đại Đức Thích Nguyên Chính, số điện thoại 0982886848. Thời gian trước ngày 10 tháng 4 năm 2024. Khu vực phía Nam, địa chỉ email vitinhvp2a@yahoo.com. Liên hệ Ni sư Liên Hòa, số điện thoại 0918482504. Thời gian trước ngày 15 tháng 4 năm 2024. Chư Tôn Đức Trưởng Ban Viện Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố cần chuẩn bị báo cáo về tình hình hoạt động Phật sự của đơn vị mình và các kế hoạch triển khai. Thưa quý vị, nhân dịp Tết cổ truyền Chôn Nam Thơ Mây năm 2024 của đồng bào Khmer, vào ngày 28 tháng 3 vừa qua, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi thư chúc Tết đến Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, A Cha, Ban Quản trị các chùa và đồng bào Phật tử Khmer. Theo đó, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới cho Chôn Nam Thơ Mây Đại Hoàng Hỷ tới toàn thể Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, A Cha, Ban Quản trị các chùa và đồng bào Phật tử Khmer trong thời khắc đón Chư Thiên năm mới. Mahodara Devi, chúng ta bày tỏ lòng tri ân báo tứ trọng ân, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo tăng tài, chăm bồi thế hệ Phật tử trẻ, tăng cường công tác từ thiện để góp phần xây dựng một xã hội an lành hạnh phúc. Trưởng Lão Hòa Thượng mong muốn với truyền thống tốt đẹp và sự tinh tấn nỗ lực không ngừng của chư tăng, đồng bào Phật tử Khmer sẽ tiếp tục phát huy tinh thần hòa hợp đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để đạt được nhiều thành tựu Phật sự to lớn hơn nữa, cùng nhau xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, đạo pháp xương minh. Dịp này, thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự tri ân các cấp lãnh đạo đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp giáo hội đã luôn quan tâm giúp đỡ các hoạt động Phật sự của Phật giáo Nam Tông Khmer, tạo điều kiện thuận lợi cho chư tăng Phật tử phụng sự đạo Pháp dân tộc. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo và Quảng Thế Thiên, Mahodara Devi, hộ trì chư tăng, đồng bào Phật tử Khmer đón Tết sau cho năm thơ mê, hưởng trọn bốn pháp chúc mừng của Đức Phật, sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh. Thưa quý vị, vào sáng ngày 30 tháng 3 vừa qua, Đức Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng đã quang lâm Chùa Phật học Xá Lợi, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để thắp hương tưởng niệm lễ tuần trung thất của cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Hiền Tu, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nơi giác linh đường trang nghiêm, Đức Pháp Chủ thành kính dâng nén tâm hương tưởng niệm giác linh tri ân công đức cao dày của cố trưởng lão Hòa Thượng, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bậc Tùng Lâm Thạch Trụ đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời vì đạo Pháp và dân tộc. Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Phó Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng Ban Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, xướng lễ cầu nguyện cố trưởng lão Hòa Thượng được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh. Chiều cùng ngày, Hòa Thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, sám chủ pháp sự chẩn tế, cúng dường lên giác linh cố trưởng lão Hòa Thượng, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3, chứng minh Thiên Thai Thiền Giáo Tông, Viện chủ Chùa Phật học Xá Lợi quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, Viện chủ Tổ đình Vũ Sơn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Do niên cao lạp trưởng, cố trưởng lão Hòa Thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 12 tháng 2 năm 2024 nhằm ngày 3 tháng Giêng năm Giáp Thìn tại chùa Phật học Xá Lợi, số 89 đường Bà Huyện Thanh Quang, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, trụ thế 104 năm, 83 Hà Lạp. Thưa quý vị, vào sáng ngày 24 tháng 3 vừa qua, tức ngày 15 tháng 2 âm lịch, dưới sự chủ trì của trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, môn phòng Tổ đình Phi Lai, tỉnh An Giang đã trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển Chí Thiền Viên Tịch. Trang nghiêm giác linh đường, đối trước di ảnh của Tổ sư, trưởng lão Hòa Thượng trưởng Tông Môn cùng chư tôn giáo phẩm thành kính dân hương cúng dường, đảnh lễ giác linh và truy tán công đức Tổ Như Hiển Chí Thiền. Tăng ni một lòng thành kính hướng về linh đường tưởng niệm 91 năm ngày Tổ sư viên tịch, cử hành lễ cầu nguyện và tụng thời Bát Nhã Tâm Kinh, đồng phát nguyện kế thừa sứ mệnh của liệt vị Tổ sư, giữ gìn nguồn mạch đạo Pháp, xây dựng Phật giáo Việt Nam phát triển huy hoàng. Tổ sư thế danh là Nguyễn Văn Hiển, sinh tháng 2 năm Tân Dậu năm 1861 tại Quảng Nam, xã Diêm Sơn, huyện Duy Xuyên. Chí xuất trần bộc phát vào năm 1881, ngài đến chùa Giác Viên xin xuất gia học đạo với Tổ Minh Phương, được Tổ thâu nhận làm đệ tử với Pháp Húy Như Hiển, hiệu Chí Thiền, nói Pháp đời thứ 39, dòng thiền Lâm Tế Gia Phổ, sau đó học đạo và cầu Pháp với Tổ Minh Khiêm, Hoàng Ân. Tổ sư là một trong những bậc danh tăng lỗi lạc tại vùng Tây Nam Bộ nửa đầu thập kỷ 20. Hành trạng cuộc đời mang nhiều công đức to lớn trong việc xiển dương Phật Pháp khắp vùng Nam Kỳ. Chùa Phi Lai là nơi Tổ dừng chân để hoằng pháp, độ sanh cứu người. Quanh năm tháng, hương giới đức của vị chân tu đạo hạnh bay xa, quần chúng khắp nơi mến mộ, quy hướng về nương tựa tu học. Nhờ ơn đức của Tổ Như Hiển Chí Thiền, chốn Tổ Phi Lai đã hun đúc nên nhiều thế hệ cao tăng thạc đức, gánh vác vận mệnh Phật giáo nước nhà, như Hòa Thượng Hồng Pháp, Hồng Diệu, Hồng Nhân, Hồng Tôi, Hồng Xứng, Hồng Mão, Hồng Nở, Hồng Minh, Hồng Tông, Hồng Thông, Hồng Sáng, Hồng Chương, Hồng Trung. Tiêu biểu là Hòa Thượng Hồng Tổng. Đại Tăng trưởng Tăng Thống do Hội Phật giáo Lục Hòa Tăng Việt Nam năm 1952. Hòa Thượng Hồng Nở, Viện trưởng Viện Hóa Đạo do Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất
giai đoạn 1966-1973, Hòa thượng Nhật Bình, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam giai đoạn năm 1984-2014, Hòa thượng Lệ Huy, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đương nhiệm. Năm Quý Dậu năm 1933, Tổ thọ bệnh để trước khi viên tịch chắp tay niệm kệ: nhất niệm viên khoan tội tánh không, đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh. Rồi an nhiên viên tịch vào ngày rằm tháng 2 năm Quý Dậu, trụ thế 73 năm, 52 Hạ Lạp. Nhục thân của Ngài được nhập bảo tháp tại khuôn viên Tổ đình Phi Lai. Thưa quý vị, căn cứ tờ trình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung nhân sự với chức vụ Phó trưởng Ban trị sự và Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Vào chiều ngày 27 tháng 3, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi ra mắt và đón nhận quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung của Hội đồng trị sự do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự đã ấn ký. Quang lâm chứng minh và trao quyết định có Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thư ký Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư tôn đức thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Điều hành buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Kiến đã đọc quyết định chuẩn y nhân sự và cung thỉnh Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt Hội đồng trị sự trao quyết định cho các thành viên. Theo đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã chính thức bổ sung 3 nhân sự gồm Đại Đức Thích Đạt Ma Toàn Hạnh và Ni trưởng Thích Nữ Như Dung, đều từ Ủy viên Thường trực nay đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban trị sự. Đại Đức Thích Phước Toàn là Ủy viên Ban trị sự nay đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Phát biểu đạo từ, Thượng tọa Thích Phước Nguyên đã thay mặt Hội đồng trị sự có lời chúc mừng đến các thành viên vừa được chuẩn y bổ sung trong nhiệm kỳ 2022-2027. Thượng tọa cũng mong muốn rằng các thành viên sẽ cố gắng phát huy hết vai trò của mình như Hội đồng trị sự và Ban trị sự tỉnh Đồng Nai đã tín nhiệm. Tại buổi lễ, các thành viên đã đón nhận những lãng hoa chúc mừng của Hội đồng trị sự và Thường trực Ban trị sự tỉnh Đồng Nai trao tặng. Vào ngày 26 tháng 3 vừa qua, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, tọa đàm khoa học Kim cương thừa trong văn hóa Phật giáo Việt Nam hiện nay đã được Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Đương đại tổ chức với sự tham dự của chư tôn đức, các nhà khoa học, các nhà quản lý. Mở đầu buổi tọa đàm, Phó giáo sư tiến sĩ Lại Quốc Khánh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Đương đại đã phát biểu khai mạc vô cùng sâu sắc với những trích dẫn cụ thể, nêu rõ về nguồn gốc của Mật Tông là một trong những tông phái của Phật giáo xuất phát từ Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ 7, sau đó được truyền bá sang Trung Hoa, Nhật Bản và đặc biệt là phát triển mạnh mẽ ở Tây Tạng. Ở Tây Tạng, Mật Tông còn được gọi là Kim Cương Thừa. Mầm mống tư tưởng Mật Tông xuất hiện sớm, nhưng thực sự thành tông phái với sự xuất hiện của Bộ Kinh Đại Nhật. Sự hiện diện và ảnh hưởng xã hội của Mật Tông Kim Cương Thừa ở Việt Nam là một thực tế. Xu hướng vận động của Mật Tông Kim Cương Thừa trong tương lai cũng là một thực tế không thể không quan tâm nếu muốn những giá trị chân chính của tôn phái Phật giáo này được giữ gìn và phát huy một cách tích cực, ông nhấn mạnh. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng đây là một nhiệm vụ khoa học có ý nghĩa quan trọng, song cũng rất khó khăn, cần có sự tham gia của các chuyên gia, nhà tu hành thực sự am hiểu với tất cả niềm tin, sự nghiêm cẩn, nhất là khi những nghiên cứu về Mật Tông, Kim Cương Thừa ở Việt Nam trên các phương diện lịch sử, hiện tại và dự báo xu hướng tương lai chưa nhiều, chưa thực sự xứng tầm. Thượng tọa mong muốn tọa đàm sẽ góp phần cung cấp thêm những luận cứu khoa học mới có giá trị, qua đó góp phần làm rõ thêm vị trí, vai trò và những giá trị độc đáo, đặc sắc của Mật Tông Kim Cương Thừa trong đời sống văn hóa Việt Nam. Báo cáo đề dẫn, giáo sư tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Đương đại, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh, cuộc tọa đàm này được mở ra với mong muốn cơ bản là về học thuật, cố gắng tìm đến lời giải đáp có tính lý thuyết nghiên cứu cho vấn đề về Mật Tông Kim Cương Thừa là vấn đề khá phức tạp và thú vị.
Có như vậy, giới tôn giáo học mới có thể làm sáng tỏ những nguyên tắc cơ bản của công việc nghiên cứu như tại sao mật tông Tây Tạng có thể tồn tại và phát triển như hiện nay. Tông phái này có thể phục vụ những gì cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam và cách riêng với các nhóm Phật tử khác nhau của các dòng phái mật tông Tây Tạng, đặc biệt khi nó được coi là khác biệt với thực tế. Tổng cộng có 12 tham luận đã được trình bày tại tọa đàm. Các học giả không chỉ làm rõ tính lịch sử mà còn nêu lên được vai trò của mật tông Kim Cương Thừa trong đời sống tâm linh, dòng chảy văn hóa Việt Nam, đồng thời có cái nhìn từ ảnh hưởng của mật tông tại một số quốc gia khác đối với sự phát triển mật tông tại Việt Nam, qua đó góp phần làm sâu sắc và phong phú Phật giáo Việt Nam, phát huy những giá trị nguồn lực Phật giáo vào công cuộc xây dựng và hiện đại đất nước. Xin được chuyển qua tin tức từ thiện. Thưa quý vị, vào sáng ngày 29 tháng 3, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương cùng quý Phật tử thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Rạch Giá, thành phố Phú Quốc đã có chuyến từ thiện trao 300 phần quà cho Hội Người Mù, Khuyết Tật và Người Già tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Điểm đến đầu tiên tọa lạc tại phường 7, thành phố Sóc Trăng, đoàn đã trao 200 phần quà cho Hội Người Mù, Khuyết Tật. Mỗi phần quà gồm một bao gạo, một thùng mì và nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng. Sau đó, đoàn đã đến chùa Quan Âm Linh Ứng, tiếp tục trao 100 phần quà cho bà con khuyết tật, người già và bệnh nhân đang được điều trị tại chùa. Mỗi phần quà gồm một bao gạo, một thùng mì và nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng. Tổng trị giá chuyến từ thiện là 150 triệu đồng. Tại đây, Thượng tọa Thích Phước Nguyên chia sẻ, thực hiện theo di nguyện của cố ni sư Thích Nữ Diệu Hoa, đoàn đã tổ chức chuyến từ thiện trao những phần quà thiết thực ý nghĩa cho bà con khiếm khuyết có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mong muốn động viên bà con vượt qua được nghịch cảnh, vững tâm vượt qua mọi khổ đau. Thay mặt cho cố ni sư, Thượng tọa gửi lời động viên và chúc sức khỏe đến toàn thể bà con nơi đây được nhiều may mắn trong cuộc sống, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui. Đáp lại tấm lòng cao cả ấy, Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm, trưởng ban kinh tế tài chánh Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Quan Âm Linh Ứng, phường 5, thành phố Sóc Trăng, cùng chư tôn đức chùa Phật học 2 đã gửi lời tri ân sâu sắc đến Thượng tọa Thích Phước Nguyên cùng quý Phật tử đã không ngại đường xá xa xôi đến đây để trao những phần quà vô cùng ý nghĩa cho bà con địa phương. Thưa quý vị, vào sáng ngày 30 tháng 3, chư tôn đức Ban Từ thiện Xã hội Trung ương đã đến thăm, trao quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn người dân tại chùa Hang, tức chùa Hải Sơn, thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Ni sư Thích Nữ Huệ Thiện, Phó trưởng Ban Từ thiện Xã hội Trung ương, trưởng phân Ban Từ thiện Xã hội quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội Phật giáo làm trưởng đoàn, cùng chùa Hùng Long, thành phố Phú Quốc, nhóm từ thiện Niềm Tin, Thiện Nguyện, Thiện Chí, nhóm Du Mục, Quý Mạnh Thường Quân và y bác sĩ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hàng ngàn lượt khám bệnh phát thuốc miễn phí, trao 700 phần quà cho bà con tại địa phương và ủng hộ trên 90 triệu đồng cho công trình tôn tượng Quán Thế Âm cao 33 m, tổng kinh phí chuyến từ thiện trên 350 triệu đồng. Đáp lại tấm chân tình của phái đoàn, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, ủy viên thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Hải Sơn, gửi lời tri ân cảm niệm tấm lòng của ni sư Thích Nữ Huệ Thiện cùng các thành viên trong đoàn thời gian qua, đã luôn dành sự quan tâm tổ chức nhiều chuyến thiện nguyện tại mảnh đất Kiên Giang, ủng hộ cho bà con còn gặp nhiều khó khăn, tiếp thêm động lực để bà con vững tin phấn đấu làm ăn, vươn lên trong cuộc sống. Vào sáng ngày 29 tháng 3, chùa Thiền Giác, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Hữu đã tổ chức lễ ra mắt điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác. Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Chánh thư ký Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội, trụ trì chùa Thiền Giác, Thượng tọa Thích Thiện Thật, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích An Nguyện, Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội cùng đại diện lãnh đạo chính quyền đoàn thể thành phố Thủ Đức và phường Phú Hữu. Phát biểu tại buổi lễ, bà Đặng Thị Nga, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Hữu cho biết, trên cơ sở khảo sát nhu cầu hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Phú Hữu vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm giúp đỡ. Từ thực tế nhu cầu đó, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Hữu phối hợp cùng chùa Thiền Giác xây dựng điểm an sinh xã hội nhằm góp phần giúp cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vươn lên ổn định. Tiếp đến, Thượng tọa Thích Đạo Phước phát biểu bày tỏ niềm hoan hỷ khi điểm an sinh xã hội tại chùa Thiền Giác chính thức ra mắt,
được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương. Từ đây, điểm an sinh xã hội Chùa Thiền Giác sẽ được quản lý, điều hành và xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, đúng với tinh thần từ bi, sẻ chia của nhà Phật, mang lại an vui, lợi lạc cho chúng sanh, góp phần giảm thiểu những khó khăn trong đời sống, thiết lập một xã hội bình ổn và hạnh phúc. Là thông qua bản báo cáo là trong địa bàn phường cũng như các vùng lân cận còn nhiều hộ khó khăn và nghèo, chính ngay đó Chùa Thiền Giác kết hợp Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Hữu chăm lo đời sống an sinh xã hội cho dân trong địa bàn phường cũng như vùng lân cận, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các dãy nhà trọ cũng như người yếm thế, người cơ nhỡ khó khăn. Chính vì lẽ đó mà Chùa Thiền Giác phát nguyện sẽ đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân Tổ quốc Việt Nam phường Phú Hữu để chung lo an sinh xã hội cho các hộ trong địa bàn. Thì qua cái buổi lễ hôm nay, nhà chùa cũng mong muốn cùng các quý vị hảo tâm đến chùa cùng chăm lo cho các hộ trong địa bàn. Dịp này, Thượng tọa Thích Đạo Phước đã trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo năm 2024, Quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc, chăm lo trẻ em mồ côi có cha mẹ mất vì Covid. Được biết, điểm an sinh xã hội tại Chùa Thiền Giác sẽ hoạt động theo chương trình. Tổ chức phát cơm từ thiện cho các đối tượng là người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nhà trọ khó khăn với tần suất từ 300 đến 400 suất một ngày. Thời gian phát cơm từ 9 giờ đến 11 giờ vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng. Phối hợp với bệnh viện và các cơ sở đông y tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí theo định kỳ hàng quý. Phối hợp bệnh viện Lê Văn Thịnh và Hội Chữ Thập Đỏ tổ chức hiến máu nhân đạo 2 kỳ một năm. Chăm lo an sinh xã hội cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng quà gia đình chính sách nhân các dịp lễ, trao học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học, trẻ em mồ côi, đặc biệt là các em có cha mẹ mất trong đợt dịch Covid-19, trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ đặc biệt khó khăn. Cuối chương trình là điểm tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, bản tin thời sự tổng hợp tuần 13 năm 2024 của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Để gửi bài cộng tác, xin quý vị gửi tin tức, video về địa chỉ email thoisuphetoa@gmail.com. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị pháp thể khinh an, thành tựu mọi sở nguyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.